về mục tiêu. Có thể xem đây là nội dung hoàn toàn mới. Nghị quyết lần này đã xác định rất rõ mục tiêu tổng quát và một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. 2030 là chúng ta kỷ niệm ngày thành lập Đảng năm Chẵn, và 2045 là cách mạng tháng 8 thành công, tròn 100 năm cả đấy. Phấn đấu đến năm 2030, vùng đồng bằng sông Hồng phát triển nhanh, bền vững, có cơ cấu kinh tế hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ hiện đại và nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn, trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước, phải đi đầu về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số,